Phần câu hỏi trắc nghiệm ôn tập nè, câu 1, dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo đúng chiều hoạt động? Hóa học tăng dần không? Câu nào? Câu C. CuFeZNAl, magie, kali, đúng rồi. Câu số 2, sắp xếp các kim loại sắt, đồng, kẽm, natri, bạc, thiết, chì, nhôm theo thứ tự tăng dần tính kim loại. Câu C. Đúng không? Khán giả có nào? Câu D. Câu D đây mà, câu D ta. Câu C chứ? Câu C mới đúng chứ? Còn sai nha. Thiết đứng trước chì nha. Câu số 3, dãy chất nào đều tác dụng được với HCl? Cô A không lấy liền vì sao? CuO4. Câu B cô không lấy liền vì sao? Vì có H2 à, có Cu. Câu C cô không có là vì gọi là có H2SO3. Nghĩ ra. Câu số 4, dãy chất đều tác dụng với NaOH. Cô chọn câu nào? Câu A cô có lấy không à? Câu A cô không lấy là vì có CaCO3. Thấy chưa? Câu B là cô không lấy là vì có CuO. Câu C cô có lấy không? Câu C cô có lấy không? Có nha. Câu D cô không lấy là vì sao? CuO. Câu số 5, dãy gồm các chất tác dụng với nước ở điều kiện thường. Có bò. Chứ vì đang qua cô không lấy. Nào hát không vỡ với nước. Cô C cô không lấy là vì đang nữa. F2O3 nè, rồi CuO nè, không vỡ với nước nè. Còn cô D là vì đang không, với lại CaOH hai lần không. Câu số 6. Một dung dịch có các tính chất sau: tác dụng với nhiều kim loại giải phóng khí hydro, tác dụng bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với đá vôi giải phóng cái CO2, dung dịch đó gọi là dung dịch gì? HCl, chính xác. Câu số 7, cặp chất nào dưới đây phản với nhau tạo thành muối và nước? Chỉ tạo thành muối và nước thôi nghe con. Bò, NaOH và HCl. Câu số 8, dãy chất đều phản ứng được với dung dịch BaCl2. Là câu D. Chính xác. Câu số 10, lưu huỳnh dioxit SO2 được tạo thành từ cặp chất nào? Cặp chất nào phản ứng với nhau tạo thành khí SO2? Nào con, không trả lời với trơn nữa. Hiền. Cô C đúng rồi. Câu 10, phân biệt dung dịch NaOH và CaOH hai lần bằng cách cho khí nào sau đây đi qua dung dịch? Cho khí nào đi qua dung dịch? Khang. Khí gì con? Cho khí CO2. CaOH hai lần sẽ tạo ra kết tủa, đúng rồi. Câu 11, các cặp kim loại nào đều phản ứng với nhiệt độ thường? Phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Kali và natri. Dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4, dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch ZnSO4? Ha, dùng gì con? Dùng chín đường. Đúng rồi, cô sẽ dùng kẽm. Kẽm sẽ tác dụng với CuSO4 để ra ZnSO4 và đẩy Cu ra ngoài. Như vậy dung dịch lúc này chỉ còn mình ZnSO4 mà thôi. Tương tự câu 13. Dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất là CuCl2, dùng cái gì để làm sạch dung dịch muối nhôm nào?
Dùng cái gì để làm sạch mũi nhôm đây? Dùng nhôm, chính xác. Tiếp tục nào. Câu 14, những chất nào sau đây phản ứng được với axit H2SO4 loãng? Chất nào tác dụng được với axit H2SO4 loãng? Al. Câu 15, dùng hóa chất nào để nhận biết ba lọ dung dịch không màu, không dán nhãn là NaCl, BaOH 2 lần và H2SO4? Dùng quy tiếp. NaCl là không đổi màu, BaOH 2 lần là hóa xanh, H2O4 là hóa đỏ. Câu 16, chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl? Cu. Câu 17, giải chất đều phản ứng với H2O4 loãng là C là câu C, Al với Na2SO3. Câu A không lấy là vì sao? Cu. Câu B không lấy là vì sao? SO3. Câu D không lấy là vì sao? Có NO. Cho bột đồng qua H2SO4 đập đun nóng, chất khí sinh ra là khí gì? SO2. Câu 19, pha loãng H2SO4 bằng cách cho từ từ axit vào nước. Không cho nước và axit nha, cho từ từ axit vào nước. Cho nước và axit là nước sôi bắn ra ngoài gây bỏng á. Câu 20, giải chất nào sau đây đều là oxit axit? Đúng rồi, câu C. Nhưng mà vì đang câu A cô không lấy nào. NO là oxit trung tính, Al2O3 là oxit lưỡng tính. Câu B cô không lấy là vì có NO là oxit trung tính. Câu D cô không lấy là vì có CuO là oxit bazơ. Tiếp tục câu 21, axit nào tác dụng được với magie tạo thành khí hydro? Câu nào câu giờ? Đúng rồi. Axit H2O4 đặc và axit HNO3 có tính oxy hóa mạnh. Khi tác dụng kim loại sẽ không ra khí hydro. CO có lẫn khí CO2 và SO2, vậy thì làm sạch khí CO bằng dung dịch nào đây? Đúng rồi, dẫn cái hỗn hợp đấy đi qua dung dịch kiềm thì khí CO2 và SO2 bị giữ lại, còn khí NO thoát ra ngoài mình sẽ thu được khí NO tinh khiết. Chất nào tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quy tím chuyển thành màu đỏ? SO3 cộng nước ra H2SO4, H2O4 làm quy tím hóa đỏ. Câu 24, đơn chất nào tác dụng được với axit sulfuric loãng sinh ra chất khí? Đó là cản. Câu 25, dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được MgO, BaO5, BaOH 2 lần và Na2SO4? Dùng cái nào? Cái câu 25 này là mình sẽ dùng đáp án là nước và giấy quỳ. Cô cho bốn cái chất rắn nói trên cho vào nước, đồng ý chưa? Là magie không tan, cô sẽ biết được magie. Còn ba cái chất B2O5, BaOH 2 lần và Na2O4 đều tan trong nước. B2O5 tan trong nước tác dụng với nước tạo thành dung dịch H3B4. BaOH 2 lần tan trong nước tạo thành dung dịch BaOH 2 lần. Na2O4 tan trong nước tạo thành dung dịch Na2O4, cô lại cho quỳ tím vào. Cái nào làm quỳ tím hóa đỏ chính là H3B4. Mà H3O4 chính là BaO5. Làm quỳ tím hóa xanh chính là BaOH 2 lần. Còn Na2O4 là không làm đổi màu quỳ tím. Được chưa? Câu 26, giải gồm các oxit bazơ là cái nào không? Câu A. Câu B cô không lấy là vì đang con có MnH2O7. Câu C là có SiO2 và CO. Câu D là có MnH2O7. Đúng không? Câu 7, có các dung dịch 2, 4, 5, 5 dung dịch có bao nhiêu cặp chất có phử? Giờ xét nè, Na2CO3 phản ứng được với ai? CaCl2. Ừ. CaNO3.
hai lần, đúng rồi. Và H2O4, cái đầu tiên là có khí, cái thứ nhì là cái đầu tiên có cái tủa, cái thứ nhì có cái tủa, cái thứ ba có khí. Rồi tiếp tục BaC là hai phần được với ai? Làm gì có cái tủa đâu, còn có tích muối về ghê, đúng. Cái chất đầu tiên là phản ứng được với ba chất nè, chất thứ nhì là phản ứng được với mấy chất? Một chất thôi, mình nói hai bốn thôi. Tiếp tục chất thứ ba, chất thứ ba phản ứng được với ai con? Muối tác dụng H2O4 là cái gì? CH4 cái tủa, đúng rồi, chính xác. Rồi chất thứ tư phản được với NaOH. Như vậy là mấy chất này, mấy cái đầu tiên ba phương trình, cái thứ gì một phương trình, cái thứ ba một phương trình, cái thứ tư một phương trình, đúng chưa? Có 28 nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đến khi cái tủa không được tạo thêm nữa thì dừng. Làm cái tủa đem nung, cái tủa là gì đó con? COOH hai lần đem nung, chứ rắn tôi được là gì? CuO. Câu 29 giải gồm các ba giơ tan là giải gồm các ba giơ tan là gì? Cái nào đây con? Câu C, chính xác. Cứ tính tan không tan thì mình dò đâu? Bạn tính tan. Câu 30 cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3, lọc lấy cái tủa. Cái tủa đây là gì con? Đúng rồi, đem nung đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là gì? Fe2O3. Chính xác.